Gia đình là khởi nguồn của yêu thương, là mạch ngầm nuôi dưỡng những xúc cảm, là bến đỗ bình yên sau một đời bão táp, nơi tay trong tay ta giữ lửa đượm nồng. Yêu thương là vô hạn, nhưng thời gian lại hữu hạn, nên tôi chọn điều tinh túy và giá trị nhất cho bản thân và những người yêu thương. Một sản phẩm thuộc tập đoàn Make Group.